Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bộ phục nhúng sâu cho dòng xe Audi Q5, phiên bản Audi Q5 2010. Bộ phục nhúng sâu là sản phẩm chính hãng OEM của hãng Sharp được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn OEM của Sharp. Đây, Made in Germany. Sharp là một thương hiệu chuyên sản xuất về phục và cũng là một trong những nhà sản xuất cho chính hãng. Chất lượng của Sharp là chất lượng tương đương với chất lượng chính hãng. Chất lượng hoàn thiện và phần sơn của phục rất là tinh tế. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Audi, như các dòng xe nhập Mỹ và nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ chúng tôi để được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.